Trong căn nhà trọ nhỏ xíu, ngập mùi ẩm mốc, bà Đông Mang Mười, 80 tuổi, ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn miệt mài dỗ dành đứa con trai không tỉnh táo. Bà mắt đã mờ, tai không còn nghe rõ, nhưng vẫn phải trông coi con trai là ông Liêu Cuốn Quốc, 44 tuổi, hàng ngày. Cách đây 14 năm, ông Quốc gặp phải một biến cố lớn trong đời nên mất đi khả năng nhận thức. Ông không còn tỉnh táo, chỉ trốn trong phòng, gặp người lạ sẽ la hét, rượt đuổi. Sau nhiều năm, đứa con đi khắp nơi chạy chữa nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Bà đành bỏ cuộc vì không đủ chi phí trang trải. Hiện ông Quốc ở trên gác xếp, đến bữa chờ mẹ đi nhặt ve chai mang cơm lên cho ăn. Ông Quốc là con út trong gia đình có ba anh em. Hai người con trai đầu đã có gia đình riêng, nhưng vì cũng chỉ đi làm thuê, làm mướn nuôi con, nuôi cháu, nên cũng không phụ được mẹ nuôi em. Tại vì xin anh không ai nuôi nó, tại cổ trường rất nhỏ. Như vậy, anh thấy kèo non ở trường trăm sống bảy tới vì mình đã thề lắm. Anh tin mình nhớ lại, mình nhớ nguồn đều, không là bà đi mỗi lần, bà kinh đi, bà đi ấy. Đi coi cặp bê, giờ xa mình nuôi con cho anh ta. Đã mặc tôi quan ta kể thấy đi người ta tích phụ qua khỏi đi ăn bây giờ ngồi nhà cuộc sống đó khổ lắm anh xui đi ra nhiều lắm rồi đã thấy rồi này dạ quá đi ăn cũng bị đã bị cười hai nên tôi mai cũng phải đi. Bà Tư cho biết mỗi ngày ông Quốc sẽ bất kiểm soát nặng là hét vào sáng sớm và chiều tối. Ngoài ra, đến giờ ăn mà chưa có cơm, ông càng la hét dữ dội hơn nữa. Hàng xóm nhiều người rất khó chịu, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ già đôi con, họ cũng làm ngơ cho qua. Chúng đâu có đông nghỉ đâu, đi ra ngoài đường, cửa người ta nằm nghỉ. Nó là ông sợn đó, đùi cái này, đùi cái kia. Mình không có ăn, á, người ta cho gì ăn, á, cho nó ăn luôn. Nó cũng biết hỏi, sao mẹ không ăn? Thôi, tao cho mẹ ăn á. Mẹ ăn nhiêu mày cũng có nói ông ai kêu á dọn nhà không cũng có cho bà ở cho con ở thôi à, được rồi tôi cũng đã lâu lắm rồi bà Bưởi không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Đêm nào bà cũng khóc vì tủi thân, vì thương đứa con rơi vào hoàn cảnh này. Bà trằn trọc vì lo sau này bà nhắm mắt con sẽ bơ vơ không nơi nương tựa.